Xin chào các bạn nha. Ở đây có bốn con máy cắt có chữ ba của các bạn ơi. Đang cắt úa xẹp. Đó. Rồi mình đang quay các bạn coi, bên đây đứng đây quay cho các bạn coi nó chạy ngang ngang nè. Có tên nè thấy không? Ba của nó đậu bốn con. Cùng ba chiếc máy kéo khủng long thì chút rồi đắng mình sẽ quay ba chiếc máy kéo siêu bự các bạn coi. Mục tiêu hết rồi, vô bờ hết rồi. Bốn con này các bạn. Này có một con nữa nè. Đó. Bốn con nha. Rồi từ từ sẽ lại quay các bạn coi. Rồi các bạn ơi, đẹp. Bốn máy. Đi ghê không? Vừa mới ghép vậy đâu rồi. Này mấy con này giận. Bốn con này các bạn ơi. Bò. Chỉ mò và mò nha. Tụm này chi tôm ngang giang. Cái kênh này gạch ngay vô. Đây hai con. Đây hai con nữa các bạn. Một con, hai con. Ghê chưa? Quá dữ không? Quá xẹp các bạn ơi. Nè. Mò mà lúa này nó ủ lắm nha. Rồi cái kéo này chạy ngáo đá gì nè các bạn. Mày không có kéo đi theo mình kéo á. Ủa mấy chị quay làm gì? Đó. Bốn con DC-70 đậu quân máy cắt bật của ha. Ghê không? Bốn con luôn, ba mấy kéo khủng long các bạn. Dữ dằn. Máy cắt này thì con này động cơ 2W2403 187 công suất tối đa là 2.700 dòng trên phút nha anh em, xích 5 tấc 53 gai, à 12 mét, hước 1m975 đó, thì mình cũng thông số bên này mình cũng biết sơ sơ, đó, không nhiều, đây đây cũng có hai con đang chạy này nè, có bốn con à, rồi chạy nó xẹp rồi, mò mò, bốn con đều mò cho anh em ơi. Ê, hòa con. Lâu lâu mới gom lại cục được anh em ơi. Rồi liếc con bên kia luôn mà. Bên kia đang đút động. Này, này cái này là ba con này. Đó. Hai con một bên, hai con một bên ha. Đó. Dữ chưa? Ba con lúa xẹp không? Thì lúa xẹp ngạn bực bực luôn anh em. Này ít ngạn mà này nó động hàm nó nhiều quá. Bởi vì mòn phải không? Sự như bánh tráng luôn. Tao ủi lắm luôn. Đây cho mẹ cho chậm công. Ủi cái này. Đó. Cái xẹp này chạy bư rất là rụng luôn. Thấy không? Bư đụng đất luôn anh em. Một người hứng một luôn. Tố này chi tới hai người. Hứng buồn ngủ hay bờ. Thấy chưa? Nó bư rồi. Tại ly lẻ cho anh em. Rồi. Con này có 69 mới lực thôi nha, tại tem tem 70. Ờ, đứng này cũng giỏi ha. Có một số họ mình có lên trên mạng mình coi có ông đó ông cũng quay máy rồi cũng có người coi ha, giống mình nè, giống mình đi quay cũng người coi. Anh kia anh nói có máy giăng đe, máy cắt giăng đe nè. Vì sao đó, máy cắt gì cái hai giăng đe gì đó mình cũng không gần. Rồi cái người coi thì kêu anh quay giùm em con máy đó đi. À,
máy cắt giang đen thì có thiệt nha anh em, nhưng mà ở Việt Nam mình không có. Nếu mà các ông kia ông đi quay, nếu mà ông quay máy được chiếc giang đen mà hay thì giang đen là có thiệt, nhưng mà Việt Nam thì không giờ quay được chiếc máy đó đâu, tại vì máy đó là chỉ dùng đất ngoài, đất lớn, ba nông trường ở nước ngoài được không anh em ơi. Thì kênh miền Tây á, mình ảnh đến quay máy cài, còn tôi quay máy cắt thì máy giang đen có thiệt, và máy cắt giang đen đó anh em có thiệt, nhưng mà không phải nước mình, nước khác. Nước mình thì không bao giờ có máy đó đâu nha, thì tôi chuyên về máy cắt mà. Rồi nó xẹp quá xẹp anh em ơi. Rồi đây là anh em, đây là con ba con máy cái máy kéo siêu khủng. Và bánh mấy con này thì anh em cũng chắc này chắc bánh 95, 56, 5 tắc dữ quá. Con này thì chạy đạn bánh lăng nó thì là đầu cổ thấy không? Đây anh em, đạn bánh lăng là 308 gì đó anh em ơi, thằng này to lắm, bự lắm, bánh này siêu to. Ba con này chạy chắc đầu Trung Quốc. Đó thấy không? Gàng này ấy siêu dữ dữ chưa? Còn 4 con máy cắt đang hoạt động lúa xẹp anh em ơi. Rồi, anh em nhìn nó xẹp rồi. 4 chiếc. Lúa xẹp này chạy rất là lâu. Một con lúa xẹp bằng chạy rồi, con lúa xẹp là có thể mình chạy 6 con lúa đứng luôn nè. Xẹp cái gì á? Này một con khoảng 30 phút á, hơn. Thì là một con lúa xẹp này nè, bà lúa cái không rồi. Khoảng 50 phút có nè mày mò không à. 50 phút mình chạy 6 con lúa đứng xiên luôn á. Đây 70 này cái hồng 7 con, 7 con ngoài. Là lúa đúng nha anh em, mình cũng chắc đúng nha. Xẹp này chạy rất là lâu. Nếu mà xẹp mà gần miền tiếng hộ có chạy được lúa đứng thì chạy 4 công. Còn xẹp kiểu này chắc cũng 5 công được. Quá xẹp anh em ơi, dòm chạy được bò rồi thấy không? Đó. Bò chậm ha. Dữ chưa? Quá xẹp. Rồi, xẹp lớn biên bàn anh em ơi. Xẹp nói chung là lửng biên bàn luôn đó. Quá dữ mà. Túi xẹp này dân ma chạy hay hơn nhiều nha. Quá trời nó xẹp. Giờ mày dơm gì ra mấy xẹp chứ giờ thấy nó xẹp. Nó thấy ghê không? Tưởng biên luôn, thịt xác luôn. Túi này xả dày không hai mấy ký vậy anh em, xẹp khó chạy lắm. Mình cũng tiệt xới biết. Đó. Đồng chỉ tôm này rất là khu nào cũng lấy lớn không ha. Rồi cũng có một con. Ông này tới 100 không 100 ngoài lận các bạn. Là chỗ này không ha. Còn còn mấy chỗ khác nữa. Còn ở trên kia 100 mấy nữa. Đó. Thấy cái bự rồi, chạy rồi thấy không? Rất là chậm luôn. Có phải anh em không đẩy chứ ai mà đi máy rồi ấy. Nói chung là không bao giờ mà chạy nhanh được đâu. Độn hà không? Chạy này và nói chung chạy này mỗi tay vẫn đấm luôn, lắc tia lẹ cho nhất thì sống nữa. Anh em làm đi máy thì biết hứng thì cũng phải ghe phù ngủ luôn. Lúa này một người hứng bình thường, có một số anh em thì yêu cầu mình quen người hứng nha, nhưng mà bữa nay thì lúa xẹp không mà có gì đâu quay. Để bữa nào gặp con chăm lốt thì mình quay cho anh em coi với mấy binh rồi đó quay mới dẫn.